nhà đời sẽ xuất hiện ngay từ giờ phút này, sẽ đem đến cho quý vị chúng ta với tiểu phẩm hài rất vui nhộn, đem đến cho quý vị chúng ta những tràng cười thật là sảng khoái. Quý vị chúng ta cười thoải mái, cười mãi không thôi, mà cười đến nỗi mà đêm về vắt tay lên trắng, mà sao ủa sao mình cười nhiều dữ vậy, vì sao nó hay quá. Chúng ta sẽ gặp gỡ với hai danh hài rất là trẻ tuổi mà được quý vị chúng ta yêu thích hiện nay. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự có mặt của danh hài Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Nha. Xăm ngay tay nè, xăm chỗ cái tên ngay tay đây nè, đồng
Nguyễn Sang giàu có của ăn của để nhiều thấy ghê, nhìn vô ai ai cũng phải. Trời ơi! Sao? Thế nào? Tôi nể anh quá. Vì sao nể tôi? Nó có mùi mắng trong đó đó. Ôi, giờ nhớ lại thấy thương bà mợ hai nữa thì. Trời ơi, tâm lý nào bỏ diện cảnh đó trời. Sao nó chắc bà ói dữ lắm hả? Em lên đây đâu? Bớt bà mợ hai đi. À, lúc đó ập vô trong đây không á. À, thấy không, lẽ cái tên mình xăm ngay tai không, lẽ mỗi lần mình coi cái tên mình phải giặt cái nách nể mình thì quá. À, tính đổi chỗ khác xăm. Đổi chỗ nào? Cái tên nghe xăm ngay chân nè. Đâu chỗ nào? Nguyễn Sang giàu có của ăn của để nhiều thấy ghê, nhìn vô ai ai cũng quê. Trời ơi, quê. Bà bắt đầu giống giống bà mở hai. Anh giận dưới này tôi nể không hết trơn luôn á trời. Người ta đang chỉ cái tên mà làm tôi không dám nể luôn à. Thơm quá. Tàu lao quá. Nước mắt thu quốc đâu á. Bà bớt tàu lao đi. Anh học mấy mình lua xuống cuối gió mình đứng anh ơi. Tự nhiên nghe đâu nhớ quê hương tôi có phu quá. Con nhỏ này nó khoái chơi quê tao quá à. Dạ, à, thôi anh bảo vệ, anh cứ ở đây bảo vệ đi, tôi đi nha. Tầm bậy. Tôi để ý cô hổm rài. Không có công chuyện gì cứ đi xào quần công viên này hoài, tôi nghi ngờ đó. Nhà ở đâu vậy? Nhà của dạ ở đâu? Dạ em hát một bài để anh đoán lên quê em ở đâu. Có máu văn nghệ quá vậy? Dạ. Hát thử nghe coi đoán coi. Ai đứng như bóng dừa? Thấy là biết rồi. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Con gái của Bến Tre là con gái của Bến Tre. Nhà ở đâu? Dạ dạ ở Ba Tì. Thôi thôi thời. Tại vì ở đây người nhà không ha. Muốn qua Ba Tì là phải ghé xẹt qua Bến Tre. Dạ. Nhà gần đây hả? Dạ. Thôi anh ở đây chơi cho em đi. Tâm bậy đứng đây. Hỏi tâm chị đi. Cái ba lô đó đeo trên người. Ba lô đó của ai vậy? Ba lô... Cái ba lô ngược đó đó. Cái ba lô ngược đeo trên người đó là của ai vậy? Của hàng kia. Em đeo ba lô của người ta. Thôi em đi anh ơi. Đứng lại đó. Ba lô của thằng nào? Của người ta. Thằng chồng cho đeo hai lần người chưa sợ nữa hả? Bây giờ còn ham muốn đeo ba lô ngược nữa hả? Nó có. Của thằng nào? Của ông, ai biết đâu. Của thằng nào mà đeo trên người đúng không? Đi lên ủy ban liền. À, đừng, của người ta mà nó sẽ đeo lên người. Đi lên. Không, anh phải nghe em giải thích anh. Sở dĩ mà em đeo vậy là có lý do. Lý do gì? Dạ, cái này là không phải là của em. Thì của người ta mà đeo trên người là sao? Dạ. Đi lên ủy ban liền. Đừng. Để anh phải nghe em giải thích. Tại vì... Các anh nghe thích đàng hoàng. Dạ. Anh đừng làm anh sợ quá. Dạ. Thì cái này là hồi nãy em đang ngồi chơi nè, ở ngay hội chợ. Cái tự nhiên sao? Em thấy ông kia mặt mày ổng xanh lì xanh lét nên là cái ổng thả cái ba lô xuống cái ổng lật đật ổng bỏ chạy anh. Xong rồi em thấy vậy em lật đật anh dí theo. Rồi sao? Anh dí theo kiếm ổng em đưa cho ổng mà nãy giờ kiếm hoài không ra. Chứ thật ra cái ba lô này không phải của em, của người ta. Khoan đã, cô nói chuyện này nghe tôi hồi hộp quá. Sao anh? Tôi có coi phim hình sự nhiều. Hình sự? Những cái chỗ đông người mà tự nhiên có một thằng mặt mày tái mét để cái ba lô lại ngay đám đông tôi bỏ chạy đi. Ở trong đây bom khủng bố. Trời đất ơi, hay là gì? Ấy, ngày hôm nay thời cơ tới với cô với tôi, thời cơ tới rồi. Ngày hôm nay tôi với cô sẽ phá án vụ này luôn. Tôi với cô mà phá án gỡ được cái gì trong đây là tôi với cô nổi tiếng được qua quốc tế luôn. Cộng đồng quốc tế sẽ mời cô với tôi vô làm một cái công ty gọi là International Supersoy Sắc Bầu Deluxe. Cái gì? Công ty International Supersoy Sắc Bầu Deluxe. Ủa cái công ty gì mà nghe nó lý lắc gì anh? Công ty điều tra thế giới quốc tế. Nhưng mà bây giờ tôi với cô sẽ điều tra bây giờ. Anh ơi, anh nói tôi sẽ làm trợ lý cho cô. Anh nói bây giờ ở trong này có bom hả? Tất cả phải nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ phá án từ đây. Anh ơi, em sợ bom. Nó nổ banh chát anh rồi. Không mấy bây giờ anh lấy giùm em đi. Anh lấy bom với chú. Bà đứt. Bà bị khùng hả? Thình 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 thình. Bà làm cái gì vậy? Dạ tim em nó đập thình thình thình. Trời ơi.
nói trời, bà đừng có nhịp, bà nhịp như vậy cái bơm nó động, nó bà đứng bà càng hãy bà đi, bà kêu mắc cười quá kìa. Bà đứng đàng hoàng chưa? Để đứng đàng hoàng chứ đứng vậy hoài bà cười bà xỉu. Khép lại, để cái ba lô xuống nhẹ nhàng thôi nữa. Trời ơi, không phải ý là em muốn là anh lấy ra giùm em. Để xuống từ từ thôi. Lấy em đi em. Trời ơi, động là không lấy cái bơm, lấy cái bơm. Con bé này thì từ từ thôi nè. Dạ. Nhấc nhẹ cái tay ra. Mọi chuyện phải nhẹ nhàng nha. Dạ. Anh lấy cái bơm ra đi chứ nãy giờ nó đè hai cái bự em mệt lắm. Trời ơi. Thôi, bà không nổi. Bà mà bự. À em lộn cái này tắt. Dạ. Chắc thích chày của mợ hai hơn ha. Ấy da. Đau quá ha. Bà là dạng như vừa non rồi. Mở ra đi. Gì vậy anh? Cái gì? Ủa anh đàn ông mà sao anh không mở? Tôi sẽ đứng sau lưng tôi hỗ trợ cho chị phá án đi, tôi đứng sau lưng làm trợ lý hỗ trợ cho chị. À, gì dạ? Anh nói lần lỡ em thọt tôi trọng nó nổ em banh xác. Có tôi đây tôi bảo vệ chị mà chị sợ gì? Anh bảo vệ sao anh? Nó nổ chạy gì kìa anh ơi. Cứ mở từ từ để tôi quan sát. Em sợ quá nói trời, em còn chồng với con thơ ở nhà. Từ từ. Mà nó nổ một cái là tan tành thì không còn. Im lặng đi, đừng nói nhiều quá. Mình chỉ hành động thôi. Rồi, rồi. Cái gì ở trong cổng vậy? Cái gì ở trong cổng vậy? Chưa có mở mà. À. Anh ơi, anh để em tập trung đi anh. Anh làm quá em ghi quíu. Tom 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 tom. Tom 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 tom. Thằng ông dịch là nó mở nhạc gì mà cái ớ đăng vậy? Không, tôi á. Tôi lòng tiếng. Những khúc kinh dị vậy mình lồng tiếng hồi hộp vô nó mới là kinh dị, hiểu không? Ủa anh ơi, bây giờ mình mở bơm chưa đủ kinh dị ha anh? Cái gì con muốn sao? Anh bình thường đi chứ để lát hồi em quánh lên thành phim kinh dị à. Không kinh dị hả? Dạ thôi để bình thường đi, nhạc nào nó vui tươi đi, yêu đời chút cũng được. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thổi đèn cày luôn. Ủa thiệt, tao muốn lấy cái bơm mà trong nó thổi ghê đó thiệt. Thì bây giờ cô muốn nhạc vui, tôi làm nhạc vui cho cô, muốn gì nữa? Im lặng luôn đi anh ơi, để người ta tập trung đi anh. Rồi. Nó đang sợ mà nó làm mình sợ thêm không à. Thôi đứng cái tướng thì gỡ bơm. Nè, xuống con cá. Em đang tập trung á anh. Em phải có thế chứ, để có gì mình chạy cho kịp chứ. Thế mà này lạ thiệt. Với lại cái thế này nó có nổ, mình còn té cặp hai cùng hai cái giò về. Chứ nó làm cái phun là không còn gì để hốt luôn anh ơi. Rồi ok, bà hãy đứng cái thế nào bà tự tin nhất thôi. Dạ. Em xin phép được mở bơm. Mở đi. Ây. Trời ơi. Xin lỗi nãy em ăn hụt bít hơi nhiều. Trời, tôi ngờ bà lầy vậy luôn á. Dạ, xin lỗi anh. Bà đứng cái hết rồi đi. Thấy cái bộ cái do bơm này chưa nổ mà bơm em nó nổ dữ quá. Bà vớt tào lao rồi. Dạ dạ ok anh. Bà đứng khép vào đi, bà đứng đừng trang hẳn. Dạ để em khép lại chứ để bơm nó nổ. Không ăn chân gà mà sao nó hung dữ thần à. Bình tĩnh lại đi, tập trung đi, có tôi đứng đây mà. Oh yeah, come on, oh yeah, oh yeah, come on, oh yeah, oh yeah, baby, oh yeah. Chắc tôi chút thật này. Dạ. Gì vậy anh? Tôi lồng tiếng cái mà tiếng phạt mà tôi kéo kêu. Anh ơi, anh để em tập trung được không anh? À. Lồng tiếng hoài. Kéo nhanh lên kêu tiếng xẹt. Anh ơi em mở ra trời. Mở ra rồi. Không mấy bây giờ anh thò cái giò em vô được. Mà khùng hả? Mà lấy cái tay thò cái giò vô đâu biết. Nó trúng trái bơm. Có đồ cái chẳng lên. Là bà mặc một cái quần ống móng móng dài, cái quần ống thắt luôn á. À gì hả? Ừ. Rồi, đừng có lấy cái chân. Làm cái gì cái tự nhiên cái đi cái tuốt kìa. Thôi giờ lấy cái tay. Lấy cái tay đi.
Dạ. Chú lại. Sợ quá nơi tự nhiên thì dính vô cái quỷ này chi không biết khổ nữa sợ. Ai đưa sách ra đây. Tập trung vô phá án. Thì cuộc đời tôi xui lắm mới gặp cái đậu này. Cái gì ở trong đó vậy? Chưa có mở mai mà. Trời anh ơi em bị tim á anh thiệt đó anh ơi. Bóp vỡ rồi anh ơi. Mà làm tôi hồi hộp quá ơi. Thiệt á. Tập trung vô đi. Anh để em làm với anh đừng có hậu cái gì nữa anh ơi. Mở đi. Con số gì ra có ra mà khó khăn. Bớt hùng đi. Quên đúng cho lô tô. Con gì cắn bà? Con gì cắn bà trong chậu mà? Cái gì bà? Bà bóc lộn cuốn phim con heo vô đó hả? Chứ cái gì ghê vậy? Trong này nó có cái gì? Có bà bóc lộn cái gì vậy? Bóng bên trong này có chữ chịu hả? Nó có anh em thật cho thấy chữ A có một chữ A. Chữ A mà chữ A. Thêm dấu sắc ngay cho nó phong phú. Bớt tào lao đi. Dạ. Bóc nữa. Bóc ra. Trời ơi trời. Có tiền không có gì không? Dạ. Tự nhiên A. Anh sợ quá, anh hồi hộp quá anh ơi. Tập trung vô đi. Cái gì? Em đau bụng quá, em bị đau bụng. Nãy ăn hột bít nhiều. Bà, anh biết cái dòng mà căng thẳng, trời ơi nó dồn chịu không nổi luôn. Bà bớt tập trung rồi làm đuôi. Rồi. Chiếu lại, không được thả bom bừa bãi nữa. Ông ấy cho em mượn cái nút chai được không? Trời ơi. Chứ chịu hết nổi. Thôi rồi, ôm đi. Rồi. Hả? Anh ơi, tại sao trong cái vỏ này lại có con ỉ? Con gì? Con ỉ trong đây nè. Đúng không? Bà nội nào nói bậy vậy? Ê, con nghe nó bậy nha bà nội. Tôi chưa móc da mà, tôi nói con ỉ. Là cái con quái vật gì? Là con khỉ nè, có con khỉ. Chứ anh nghĩ gì vậy? Anh đây thì con người nó bậy chết à. Khỉ. Bây giờ bóc con khỉ hay chi cho con ỉ? Ai biết kỹ em thảo quá em đâu có nhận được con ỉ. Bà bớt tào lao lại đi. Chứ giờ sao anh? Em bóc nữa hả? Chứ ai bóc? Nãy giờ tôi hỗ trợ bà thôi. Trời ơi. Mà nãy giờ bà, tôi không có sợ bà, tự bà làm tôi sợ, tự bà làm bà sợ không à? Giờ tới em bóc nữa. Tuyệt mệt, hồi hộp quá không? Mấy giờ bóc mẹ trái bom cho chết mẹ cho rồi. Đi. Mệt quá anh ơi, hồi hộp quá anh. Trời ơi. Sao mà có được bóp cho bà rên này kìa. Bóp nguyên cái bô rồi tôi xút bà luôn á. Hồi nãy giờ nén rồi. Có thiệt, nãy giờ em cũng muốn có cái bô lắm mà không có anh ơi. Ông ôm là móc bà nguyên cái xe ôm luôn. Chứ ông nào vừa cái ba lô này ông nội. Chứ cái gì? Trái bom.
ta đứng đây nè, đứng đây chừng ngần nè, có nằm đâu đúng không anh? Anh này trái bom hay trái táo anh? Trái bom. Nó nói trái bom mà. Ông đồng nghiệp tôi đó, ông không bảo vệ tôi sao? Tôi có một mạch nhau nào ấy. Mà ông nội này cũng kỳ nữa, ta đưa trái bom trước mặt không kìa, đâu qua tôi cũng kêu bom. Bom mà nào quá. Trời đất ơi chị. Mày xin ra đi. Dạ dạ. Nãy giờ móc tùm lum tùm la. Dạ. Làm sợ sợ tao mà. Ê! Ê! Sao bỏ vô? Ờ chút để lấy ra. Mà thôi lấy ra nó nổ sợ rồi. Không mấy giờ anh mất. Thôi hợp. Cái bom đó tụi nó mà nghe. Dạ. Cái bom là giống như là có mấy sợi dây màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Dạ. Rồi mấy cái trái pháo giống như hình xúc xích vậy đó. Mới là trái bom mà có kim hẹn giờ nó là bom hiểu không? Ờ. Mới là trái táo. Ờ dạ dạ dạ. Không tập trung lắm nè. Để tôi. Dạ bình tĩnh nha. Ây dạ. Dạ. Sợ anh không tập trung. Bình tĩnh em vẫn ở bên cạnh đây mà. Thì ghê quá. Ông ơi. Để tôi tập trung đi mà thôi. Dạ. Em nói nghe nè. Dạ. Tôi mà có xảy ra mệnh hệ gì nhắn với con vợ tôi là tôi thương nó lắm nha. Dạ dạ. Nó cần tiền hơn nha anh ơi. Trời ơi. Dạ. Xin bóc nổ cái bùng nó rồi đi trời. Vợ nhắc nhủ kỳ quá. Coi chừng con vợ nó chậm lắm. Gì anh? Ê trời. Gì vậy? Ê đúng rồi. Sao vậy anh? Có cái bom thiệt mà ơi. Có cái bom hả? Có mấy cái tháo rồi sợi dây màu xanh màu đỏ màu vàng nữa. Trời ơi chết rồi. Anh ở đây tôi kêu người tới gỡ. À đừng. Ở đây hỗ trợ tôi chứ. Hả? Em đâu biết hỗ trợ gì đâu anh. Bây giờ anh không biết, anh siết chặt, nó siết chặt nó. Bây giờ sao? Bây giờ tôi phải sao? Anh bóp chặt nó lại. Anh buông ra nó nổ. Bây giờ là lỡ bóp vô luôn. Bóp thiệt chặt, anh giữ thiệt chặt cho em. Bóp càng chặt càng tốt. Buông ra là nó nổ cái bùng, hai đứa chết liền. Bây giờ phải giữ thật chặt đúng không? Dạ, giữ thật chặt. Nắm tay anh thật chặt, chứ tay anh thật luôn. Rồi tôi lấy ra rồi tôi với bà sẽ cắt dây hay không? Dạ, anh lấy ra em nhìn cắt dây. Dạ, bóp chặt vô, anh bóp chặt vô. Bóp chặt vô. Quả bơm gì vậy? Quả bơm gì kỳ vậy? Quả bơm hình bánh bao à? Trời ơi, hồi nãy anh bóp chặt chỗ nào vậy anh? Dạ. Trời ơi, đừng có tỏi nó đã tùm lưng tà lá hết trơn rồi. Dạ. Tôi không bóp nữa, tôi bà bóp đi. Ủa em bóp nữa hả? Bà xui tôi, cái gì, cái này không biết cái gì. Dây kêu bóp mình chặt, bóp ra. Tôi bà. Trời sao anh khôn quá, anh bóp có một cái, em bóp một nồi vậy anh. Bây giờ tới em nữa đúng không? Anh ơi, có giờ nãy giờ không phải bom, giờ là bom. Ai biết, chúc bà may mắn. Em sợ quá. Thôi khẩu rơi đi, nãy giờ rơi hoài kìa. Em sợ quá rồi. Trời ơi, đừng mà. Ê, cái gì vậy? Hello. How are you? I'm fine, thank you, and you? Bà bị khùng nữa hả? Where are you from? Bà bị khùng nữa hả? Tôi kêu bà tìm có cái gì trong đó bóc ra đây để mình phá án. Có người trong này. Bạn. Bạn nào? Người nào? Bạn trong đây nè. Oh, where are you from? Where are you from? Bạn em. Bạn bà gì mà bớt khùng như bà nội ơi. Dạ, tao đang bắt tay em nè. Nè, bạn nè anh. Ê. Ê. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, xác. Ơi. Xác người bằng cao su. Tào lão, tự bà nhát bà nữa nè, tôi bóc luôn của bạn. Ủa gì vậy anh? Cái này bằng cao su. Ủa gì hả? Cái tay giả. Trời, cao su mà làm như thiệt cái trời. Trời này cái chập to đựng cái gì đâu không vậy? Ba ủa trong này hết rồi đâu còn gì đâu. Đâu có bom đạn gì trong này. À. Tôi biết rồi. Sao anh? Cái ba lô này á, là hồi nãy của thằng diễn viên. Thằng diễn viên này nó ngồi ghế đá là nó đang ngồi. Xong nó bị mắc toilet quá.
rồi nó mới chạy vô trong phòng bảo vệ của tôi, nó xin đi toilet, bởi vậy nó bỏ quên cái ba lô này. Xong nó chạy ra cái chỗ đó, nó không thấy ba lô, đi vòng vòng nó tìm nãy giờ không có. Thì ra là bà giữ cái ba lô của con nhỏ. Không, em giữ vòng thằng nhỏ mấy cái đồ đồ làm siết ảo thuật của nhỏ đi lấy trách đi vòng vòng là nhỏ tìm. Trời ơi, thì ra là cái thằng nhỏ nó đau bụng hả? Thằng nhỏ đau bụng nó làm quên cái ba lô làm siết ảo thuật của nó. Em đâu có biết đâu. Bởi vậy cái ba lô siết ảo thuật của mình vô là khủng bố khủng mơ rồi. Bà làm bà bớt ảo tưởng giùm tôi cái. Ông á. Tôi ảo tưởng gì? Ông á là ảo tưởng đó nha. Hồi nãy đáng lẽ người ta đem cái ba lô trả thằng nhỏ, lâu chuyện gì xảy ra. Một hai bắt nó lại đi rồi nào cần rồi mình xét bưng có bơm có bơm rồi hai đứa vô cái hậu lên trên đồ lý la lý lắc gì là ông á. Thì tao lo cho mọi người ở đây sợ vô mình mới vậy thôi, chứ tôi làm bảo vệ mà. Bảo vệ mà nhiều chuyện mình chết là tập trung, không ra tập trung lo làm chuyện bao đồng là sao? Thì tôi... Thế gì? Nói gì nữa? Dám nói không? Dám nói nhổ hết tay rồi dám nói không? Đấy tôi làm bảo vệ, phải bảo vệ tôi không vậy? Giận không luôn. Tôi làm bảo vệ mọi người mà chỉ lo lắng cho mọi người thôi mà làm gì chửi tôi quá vậy? Ai biết nhiều chuyện? Tôi bị hoang mang, tưởng đâu gì tôi mới nghĩ vậy thôi. Thôi được rồi, chửi vậy thôi chứ thực ra thương dữ lắm. Thì biết sao, cái nghề nào cũng là nghề tốt hết trơn á, anh làm bảo vệ. Dù gì anh cũng bảo vệ tất cả mọi người đó. Nhưng mà tập trung vô đi, đừng có tào lao gì nữa. Tôi biết rồi, tôi tập trung bảo vệ mọi người, không để mọi người móc túi hay là xô đẩy gì đâu. Đúng như vậy. Thôi, bây giờ... Gì nữa? Ôi, hả? Con làm trà kia, dắt con chó đi đâu kìa, mà xách tay con bình đen nữa. Là cái gì vậy? Miên. Miên đúng không? Chạy theo, kêu chạy không được xả ra cây công ty, không được nghỉ bậy. Để lên, đi đi đi. Trời ơi, đi đâu vậy? Ra chào mọi người đi. Tiếp mục 2 đây là hết. Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã trả lời nhiều. Chúc quý vị một đêm gọi là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất đặc biệt của...